đúng là đại chiến. Ôi ôi, rất quan là thắng thật. Vâng, bay lên tiếp. Ôi ôi, bạn này bay lên. Úi giời ơi. Hello chào mọi người, mình là Sim này và chào quay trở lại video của mình và chào đến với video cuộc chiến giữa zombie và skeleton titans. Tức là cuộc chiến giữa hai con mob đấy nhưng mà nó sẽ biến thành người khổng lồ. Hôm nay mình sẽ cho bạn giới thiệu một cái mob rất là bá đạo. Thì mob này tên là The Titan, thì mob này nói chung là gọi là bá con nghĩa đạo luôn. Thì mob này là sao ta? Nói chung là đây là chỗ tất cả khu mob của nó thì nói chung là tức là những con mob trong này sẽ trở thành những con quái vật khổng lồ. Thì kiểu như là zombie thì nó sẽ trở thành zombie khổng lồ, còn skeleton thì trở thành skeleton khổng lồ. Thì đấy. Nhưng mà tại sao các bạn nghe rất là nhàm đúng không? Không, nhưng mà đây là chúng ta sẽ cho tụi đấy đấu nhau rất là thú vị không? Đây đây bộ giáp các bạn thấy không? Úi giời, mặt vào này. Thấy không? Người cao liền, các bạn nhìn effect này, một đống luôn. Thì yep, mình sẽ mặc vào sẵn luôn. Thì đây cái kiếm khổng lồ các bạn nhìn này. Úi giời, kiếm. Ôi giời, các bạn nhìn mình thả quy xuống nhá. Úi giời, các bạn nhìn này. Nó kiểu thả quy rồi vẫn to. Mà mình để trong item nhá. Các bạn nhìn nó là vượt qua cái vùng item luôn. Các bạn hiểu độ dài của nó cỡ nào luôn. Các bạn nhìn này. Thấy không? Và cái kiếm này rất bá đạo, các bạn nhìn này. Mình có... Ôi giời, mình có thể phá. Mình quên rồi, mình có thể phá và block luôn. Úi giời. Cái này là gọi là cái sức độ phá rất bá đạo. Nhưng mà chúng ta chưa cần dùng bây giờ này. Úi giời. Úi giời, tôi lỡ. Mình chỉ lỡ cất trái thôi mà. Oh my god, mình không thích kiểu này bởi vì mình đôi lúc mình bấm lỡ. Ok, thì chúng ta sẽ không phải kiếm này 1000 đam lận. Đấy, hai cây kiếm rất là mạnh luôn. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu cuộc chiến giữa, mình sẽ không nói nhiều, bây giờ mình sẽ bắt đầu cuộc chiến giữa zombie khổng lồ và skeleton khổng lồ. Thì yep, bây giờ chúng ta sẽ build khu vực nhá. Mình sẽ bedrock. Mình cho này đi. Ok, bây giờ mình sẽ cho đây, đây là chỗ của zombie đi. Ok, thì chỗ này sẽ là của skeleton. Và cái mob này rất là lag, mình phải đi xa mới được. Ok, các bạn, nếu các bạn muốn chịu với một con zombie khổng lồ hay gì đấy thì thường thường. Ok, mình sẽ chạy lại đây không nhỉ? Sao cái sân khấu mình bây giờ nó bắn này luôn, what the heck. Ok, thì bây giờ nó sẽ hồi sân ra nhá. Và mình kia phải đứng xa mới được. Ôi, zombie con à? Thôi, zombie con không có hứng đâu. Xin lỗi em chứ chị không có hứng với cưng nên không tạm tạm. Ok, thì mình sẽ xuống bên. Ôi ôi. Nó sẽ nhanh lên nha các bạn. Nhớ nhớ. Ui rồi. Đấy. Ui rồi, lớn nhỉ. Ui rồi, mình phải đứng xa lên không là nó kiểu. Và nếu mà một các bạn dùng cái này để hồi sinh một con zombie lớn thì các bạn nhìn đây. Đấy, nó sẽ lớn dần dần. Ui rồi, cái sân khấu của tôi nó nát rồi. Ui rồi. Cái sân khấu bây giờ mình sẽ đứng xa ra đặt không là kiểu bị lây một tí. Sự máy mình khá là lag này, mấy bạn thông cảm nhá. Đây, giới thiệu vợ zombie titan. Woo. Ôi, phần sân khấu nát rồi các bạn ơi. Sân khấu nó nát rồi. Ok, anh này xem là như thế nào nhá. Vâng, rất tận. Ui rồi. Ui rồi. Ok, rồi mà có zombie titan rồi, chúng ta sẽ cần ui. Ôi, wow. Awesome. Ok, và bạn sẽ cần một con Creeper Titan nữa. Creeper Titan. Ok, ok rồi, ôi rồi, đang lớn nhỉ, ok các bạn thấy chưa? Đấy, đang lớn nhỉ, ok rồi, nhưng mà xem hai thế lực này đánh nhau được không nhá. Ok, anh này đang lớn, ôi rồi, bạn Tommy rất là hứng luôn, sợ chưa? Mình phải giảm nhỏ lại cái mất đảo ấy. To quá à, thật. Ok rồi, bạn Zombie rất là kiểu rất là nhiệt tình luôn. Phá sân khấu của mình như đúng rồi. Ôi bạn ơi, đừng đi mà. Người diện ở đằng sau cơ. Người ấy đang lớn lên kìa, là gì à? Chờ đợi đi bạn ơi, chờ đợi đi bạn ơi. Bạn sẽ có phần trên. Ôi, nhìn kìa, nhìn kìa. Ôi, nó nhảy à? What? Ok, bạn đang chờ đợi đúng không? Đang chờ đợi à? What? Cái gì đấy? Ôi. Thì như là một con zombie spawn ra thì sẽ có những con zombie con nữa hay sao á? Mình thấy có rất là nhiều con ở đây. Và nói là phá cái miệng luôn. Ôi, cái sân khấu của mình. Sân khấu nào. Ok, hiện tại bạn zombie rất là chờ bạn này. Ok, bạn skeleton lớn lên giúp mình nhanh lên nhá bạn. Ôi trời, khổ thật. Ok rồi, bạn zombie rất là nhiệt tình, bạn ấy vẫn còn
Ờ, hiện tại iPad mình còn mấy không à, nhưng mà không sao. Có thể Skeleton lớn hơi lâu nhỉ. Nhưng mà Skeleton có hoạt động không ta? Zombie kiểu đó là, oh my god, thì mình sẽ đợi vậy. Ôi, ui ôi, ui gì đây? Ui ôi, ui ôi, la la la, lắc cực, lắc cực. Các bạn Skeleton lớn chưa nhỉ? Mấy bạn mà đứng yên thì sao sao á, what? Bạn đi. Ok rồi, mình nghe tiếng bạn Skeleton thất tận rồi. Ôi, ôi nhìn spam kìa. Ôi ôi, mình lag máy luôn, sợ thật. Ôi, ok rồi. Đây mới được một chiến chiến thức. Vâng, rồi. Mình đi ra xa thì ok. Ôi, nó chém cho kìa. Ôi, 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 chém cho kìa. Ôi con. Ôi, nhìn nó đá kìa. Ôi ôi, ôi, nó quăng kìa. Ôi, nó quăng. Ôi ôi, nhìn các bạn kìa đặt. Ôi, sợ đặt. Ôi, nhìn đặt kìa. Ôi, thế tới gần quan sát hơn nữa. Nó đánh như này rồi á, nhàn nhạo đấy. Ôi ôi ôi, đánh đâu phát đó kiểu nó như này thôi á. Quái ý, mới không đánh này không. Ui ôi ôi, mình đánh là mình bị bật lùi lại nhá, không đùa đâu, sợ lần mất mình có. Ôi ôi, gì đấy? Ôi ôi, bạn đã bay lên luôn, sợ lần. Ôi lát rồi. Ôi ôi ôi, nó bay lên nè, quá thế. Wow, đúng là đại chiến. Ôi ôi, mất con nào thắng nữa. Vâng, bay lên tiếp. Ôi ôi, bạn này bay lên. Úi giời ơi, bay lên cao vậy. Ôi ôi, nhảy nhảy xuống, nhảy xuống, áp một cái luôn. Bùm, ôi đẩy đấy ạ, quăng cung ra. Chiu, ôi ôi, cạn đấy mà. Mày làm gì đấy, quá thế. Mày làm gì đấy, quá thế. Chụp lại screenshot một cảnh kẹo cho chết kẹo. Ôi ôi, bạn này bay lên tiếp rồi. Ôi bạn zombie bay, ôi lag quá, lag quá. Ôi ôi, lag rồi. Ôi với bạn này solo cung cân quá, mình lag luôn. Ôi bạn này bay lên kìa. Ôi ôi, ui rồi, slow motion. Ôi ôi, slow motion. Gì đấy? Ôi ôi, bay lên tiếp à? Hiện tại là skeleton vẫn còn rất là nhiều máu. Wow, lag quá. Ôi ôi, đánh nhầm. Ôi dồi ôi, bay bay xuống khiếp thật. Vâng, hôm nay chúng ta sẽ xem ai thật là người thắng cuộc đây. Rất là khó để phân biệt giữa hai thế lực rất là mạnh. Vâng, bạn Skeleton vẫn kiểu nhưng bạn Skeleton rất là có thế hơn. Bay bắn cung liên tục. Và cái bạn zombie bay lên rất là cao. Ôi bạn zombie mất thế rồi. Ôi ôi, nhìn bạn ấy bay kìa. Ui dồi, nhìn bắn kìa. Ui ôi, đó cung tên đúng không? Nếu đó là cung thì zombie mất thế rồi. Mưa rồi. Ôi ôi, lag quá. Ôi lag quá, lag quá. Mới có đủ mắm này. Ôi ôi, sợ thật. Ok rồi, tiếp tục nào. Mưa vẫn chiến đấu tiếp. Vâng, một chiến không đo sức ai cả. Mình thấy Skeleton đang có thể hơn, nhưng mà tại sao nhỉ? Ôi ôi, một chiến lù kinh thật. Nếu này mình, không biết là mình nè, kiểu này có xuống có gì không ta. One eternity later. Ok, rồi hai bạn ăn lâu ghê nhở. Hiện tại là thấy bạn rất cần lúc đấy là ai sẽ là cái chiến thắng này. Vâng, Zombie and Skeleton. Oh my god, Zombie and Skeleton đây bạn ơi. Oh, Skeleton đã gục ngã trước zombie. Ôi ôi, ôi ôi, gục ngã kìa. Ui ôi, văn đầu ra luôn. Vâng, zombie đã chiến thắng. Ôi ôi, vâng. Mình có tự là Skeleton đã thắng nhưng mà không. Ngài Skeleton đã gục rồi, gục ngã trước sự what the heck? Ôi, nó cầm kiếm mình kìa. Ôi, ôi, nó cầm kiếm mình luôn kìa. What the heck? Oh my god. Ok, chúng ta đã thấy ngài zombie đã ngài Skeleton đã thắng, dù lúc đấy ngài ấy là kiểu có thế nhưng mà ok, trận đấu chúng ta đã kết thúc thì ôi, cái sân khấu mình. Ui giời, nó phá kìa. Ui giời, xin lỗi nhá. Ok, hôm nay chúng ta đã xem trực kiến hai trận đấu giữa Zombie và Skeleton thì Zombie đã chiến thắng một cách rất là oanh liệt, và dù anh ấy mất thế nhưng anh ấy vẫn kiểu cố gắng đấy ông. Và Zombie và Skeleton bị gục ngã và để lại bộ xương cho ngài ấy ngất. Sợ thật. Ok, ngài Zombie đã thắng thì ok. Yep. Nó còn muốn chiến tiếp kìa. A few moments later. Ok, cảm ơn các bạn xem video này thì đừng quên ấn nút like, subscribe, share cho khá biết thì nếu các bạn thấy hay thì so ok, video của mình chỉ ngang này thôi thì xin chào tụi mọi người và ăn một cái bánh mì ngon thế nhỉ.
Ok, bye. See you later in the last video.